Phật tử, các đại Bồ Tát làm thế nào biết được tâm của Như Lai ứng tránh đẳng giác? Phật tử, tâm ý thức của Như Lai đều bất khả đắc, nhưng nhờ trí huệ vô lượng nên biết được tâm Như Lai, ví như hư không là chỗ nương tựa của tất cả sự vật, mà hư không chẳng chỗ nương, trí huệ Như Lai cũng lại như thế, là chỗ nương tựa trí huệ của tất cả thế gian và trí huệ xuất thế gian, mà trí huệ Như Lai chẳng chỗ nương. Phật tử, đó là tướng tâm thứ nhất của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như pháp giới, thường sinh ra tất cả thanh văn, độc giác, Bồ Tát giải thoát, mà pháp giới không tăng giảm. Trí huệ Như Lai cũng lại như thế, luôn sinh ra đủ thứ trí huệ của tất cả thế gian và xuất thế gian, mà trí huệ Như Lai không có tăng giảm. Phật tử, đó là tướng tâm thứ hai của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như biển cả, nước biển chảy ngầm dưới lòng đất trong 4 thiên hạ và 80 ức các châu nhỏ, ai đào đất cũng đều được nước, mà biển cả chẳng có sự phân biệt rằng nước của tôi chảy ra. Nước biển trí của Phật cũng lại như thế, chảy vào trong tất cả tâm chúng sinh. Nếu các chúng sinh quan sát cảnh giới, tu tập pháp môn, sẽ đắc được trí huệ thanh tịnh sáng suốt, mà trí Như Lai bình đẳng không hai, chẳng có phân biệt. Chỉ vì tâm hạnh của chúng sinh khác nhau, nên đắc được trí huệ thảy đều khác nhau. Phật tử, đó là tướng tâm thứ ba của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như biển cả, có 4 bảo châu, đủ vô lượng đức hay sinh ra tất cả châu báu trong biển. Nếu trong biển không có bảo châu này, thì cho đến một châu báu cũng không có. Những gì là 4? Một tên là tích tập bảo, 2 tên là vô tận tạng, 3 tên là viễn ly xí nhiên, 4 tên là cụ túc trang nghiêm. Phật tử, 4 bảo châu này, tất cả phàm phu, các rồng thần đều không thấy được. Tại sao? Vì Ta Kiệt La Long Vương đem bảo châu này để trong chỗ đoan nghiêm vuông vức, cất giấu chỗ bí mật ở trong cung. Phật tử, biển trí huệ của Như Lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế, có 4 báu đại trí, đầy đủ vô lượng phước trí công đức. Do đó hay sinh ra báu tất cả chúng sinh, thanh văn, độc giác, bậc học, vô học và các Bồ Tát trí huệ. Những gì là 4? Đó là báu đại trí huệ thiện xảo phương tiện không nhiễm trước, báu đại trí huệ khéo phân biệt pháp hữu vi vô vi, báu đại trí huệ phân biệt nói vô lượng pháp mà không hoại pháp tánh, báu đại trí huệ biết thời phi thời chưa từng lầm lỗi.